rồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, anh Nguyễn Linh và anh bên kia và quý khán giả. Em tên là Ngô Thị Cẩm Tiên, em 22 tuổi, em ở Lâm Đồng ạ. Rồi, em làm công việc gì? Em làm nhân viên phòng vé xe khách ạ. Nhân viên phòng vé xe khách hả? Dạ. Em là làm ở trên Lâm Đồng luôn hay là ở Sài em Gòn? Em ở quận Tân Bình chị. Rồi. Mời nhà trai. Mình tin giới thiệu là mình tên là Hồ Minh Tiến, 24 tuổi, quê ở Tây Sơn Bình Định. Tiến làm công việc gì? Dạ em làm bên cơ khí. Tiến làm ở đâu? Ở quận 12 An Phú Đông. À vậy cũng gần rồi, Tân Bình với quận 12 á. Dạ. Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Ở với ông chủ. Ở với ông chủ. Ông chủ. Ở với ông chủ à. Ăn cơm đâu? À, dễ đây hơn. Là ai? Con cầm micro, con cầm micro đi con gái. Ăn cơm đâu nè? Con ăn cơm ở nhà ba con. À, vậy đây hả? Là ai nè? Chú của con. Chú tên gì? Chú của con tên là chú Tiến. Chú Tiến có người yêu chưa? Dạ con cũng chưa biết. Hôm nay con có muốn chú Tiến có người yêu không? Dạ muốn. Rồi, rồi chút xíu con nói tiếp nha. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bên kia nghe đi Tiến. Biết nấu ăn, biết chăm gia đình, mọi thứ đều biết làm hết. Chào chị. Chào em. Ngọc Lan. Rồi, đó là ưu điểm đúng không? Ngược điểm là khó tính. Khó lắm. Khó tính là gì Tiến? Dạ, nhưng mà làm không vừa ý mình thì mình không thích. Vậy đó hả? Dạ. Làm sao mới vừa ý vậy em? Thì theo bạn nữ thôi. Thì theo bạn nữ thôi. Nhiều vấn đề lắm. Dạ, nhưng nhiều vấn đề lắm. Giọng Bình Định rõ luôn. Rồi, nhà gái. Bây giờ nhà gái bớt rung chưa nè. Rồi, nói về ưu điểm của mình nè. Nhược điểm của em là hậu đậu. Ừ. Với lại ngại trước đám đông. À, hèn gì em rung quá trời rung, đúng rồi đó. Rồi, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là... Ưu điểm thì em chỉ có vui vẻ và hoạt động mọi người. Đúng rồi. Em là rất là nhiều ưu điểm nè, em rất là dễ thương nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh nữa nè, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, nhiều đó là nhiều ưu điểm rồi. Bên đây nè, đường tình duyên sao Tiến? Dạ, tại một mối tình. Mối tình nó kéo dài không Tiến? Tìm hiểu một năm á, nhưng là thấy không hợp nên là nói bạn đó là bạn thôi. Cô nói sao không hợp? Dạ, như là ăn chơi xa đồ. Quen nhau một năm hả? Tìm hiểu thôi, một năm thôi. Tìm hiểu thôi hả? Có nắm tay chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Năm chưa nắm tay luôn. Dạ. Mình tôn trọng bạn nữ mà. Không nắm tay mới không tôn trọng nữa. Tại em không nắm tay nên không nắm tay mới chia tay đó. Ai cũng nói em vậy mà. Nói quen mà gái mà không nắm tay chắc người ta nghĩ mình không thương người ta. Đúng rồi. Do ngại rồi. Ngại nắm tay đó. Hồi giờ không nắm tay. Nhưng ai mà có nói với người ta là em ơi, người ta rủ em đi chỗ quán đó nói chuyện đó cầm tay mà em đâu cầm. Quán luôn á hả? Quán quán là chỗ nào? Thì ta uống cà phê rồi đủ đi chỗ quán kia. Cà phê mà quán gì? Uống cà phê xong đi vô đường quán á. Đường vắng là đường nào? Cái cung đường đó tên gì mà vắng? Khu công nghiệp đó, khu công nghiệp Nghi Ship á. Hay là tại vô đường tối quá em sợ ma, cái em không có nắm tay được, em run quá. Mình biết chị muốn nắm tay mình mà mình không muốn thì thôi, giờ biết làm sao. Vậy là em đâu có thích người ta. Thì không thích xong em mới nhận làm bạn. Bây giờ quen làm ơn nắm tay giùm nghe. Thì khổ cái này chút thiệt luôn. Nắm tay. À, chào em gái. Dạ, em chào. Bên kia sao nhát quá vậy? Mình có nhát không? Dạ không. Không hả? Dạ. Mình mấy mối tình rồi? Dạ, hai mối tình. Hai mối hả? Mối kéo dài bao lâu? Dạ khoảng tầm 1 năm, với lại khoảng mối tình sau là hơn 1 năm ạ. Ông không có nắm tay mình đâu. Có. Chứ nhát như bệnh nhau sao? Chứ nhát như bệnh nhau sao? Đúng rồi. Nếu mình quen lên. Nếu mình quen 1 năm mà cái ông đó không nắm tay mình nghĩ người ta làm sao? Không thật lòng. Không thật lòng. Thấy chưa? Thấy chưa Tiến? Quen 1 ngày thôi mà không nắm tay là tôi cũng chia tay liền. Trời đất ơi. Trời ơi trời, thời buổi này 2023 rồi. Ôi vả quá rồi, không được. Ta quen nhau từ từ nắm tay chứ. Bây giờ á, mình quen hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? Một năm, đại loại là một năm, một tháng hơn. Sao chia tay? Do bạn nam bất đồng quan điểm hay cãi nhau. Với lại trong những cái thời gian mà quen nhau á, bạn đó càng ngày càng ích kỷ. Ích kỷ là sao? Thí dụ cụ thể một cái vấn đề gì đó đi.
để cho bạn kia rút kinh nghiệm? Ví dụ trong những lần đi ăn á, luôn là tính toán chi ly. Em có dắt về nhà em rồi, nhưng mà không hề chi một đồng nào hết. Không chi được đồng nào luôn. Thôi. Chỉ là được cái miệng thôi. Được cái miệng, không có chi. Đàn ông kỳ lạ ta. Trời đất. Sao Tiến? Em không nắm tay ta chứ em có chi tiền không Tiến? Em thoáng á. Hả? Thoáng lắm hả? Dù em không nắm tay nhưng em vẫn chi tiền hả? Vẫn chở đi chơi bình thường. Có chi ly không? Dạ không. Đó, được. Vậy được không? Dạ được. Được đúng không? Cái em cần là phải tôn trọng gia đình em. Tôn trọng gia đình bạn gái được không Tiến? Dạ được. Người lớn phải tôn trọng rồi. Hỏi Tiến coi mẫu hình lý tưởng của Tiến là gì? Dạ, cô em là cao 1m60. 60 hả? Thấp chút được không? Thấp cũng được, do ba mẹ đẻ nhiều đó, đỡ sẵn nhiều đó, giờ không muốn cao không được đâu. Mình em muốn thôi, còn bạn gái bên kia lùng thì cũng chịu thôi, giờ không sao. Suốt trời đã định hả? Dạ. Giỏi gì nữa? Hơi chán. Giờ lỡ đen thì sao? Đen cũng chịu luôn. Ba mẹ đẻ dạy đỡ dạy ở đâu, ta tránh được đâu. Số trời đã định. Dạ. Hồi hôm nay Tiến đi với ai nè? Đi với ông chủ chỗ làm. Ông chủ. Chào ông chủ. Chào anh Nguyên Linh. Chào mọi người trong khán phòng. Em là anh trai của Tiến. À, anh ruột á hả? À, anh họ. Anh họ đúng dạ, không? Anh họ. Tiến nhà nó hiền vậy không? Anh nó giả bộ. Người chững chạc như vậy thôi. Chú Tiến tốt không con? Dạ chú Tiến cũng thường thường chọc ma con. Nên con sợ. Chú Tiến ở nhà có nóng tính không? Dạ cũng không. Bây giờ con thấy đây là cô này là... Cũng là thím đó. Thím này được không? Dạ con thấy được. Lành mà lành ghê luôn á. Quá trời lành luôn, dễ thương mà rất là ngoan. Rồi nha. Ông chủ ơi, bây giờ cho hỏi là sao mình thấy cô này thấy hợp với lại Tiến không? Anh Tiến thì chắc phải mua vé xe khách đi nhiều lần chuyến mới có cơ hội gặp em này để tìm hiểu thêm. Thôi cảm ơn ông chủ nhiều ha. Em gái đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình hả? Để đó chị Lan lo cho. Thôi mở rào cho hai nhỏ gặp mặt đi. Đúng ha. Đúng rồi chứ nôn lắm rồi. Mở rào. Hết luôn chưa? Hết rồi chị. Ừ. Thôi nào. Em có món quà tặng anh cho anh thêm sức khỏe, em tặng cho anh. Tặng gì vậy? Hai miếng tạng tật cho anh nâng cơ. Trời đất ơi, tao lấy ra coi Tiến. Cầm tập thử coi lên cơ không? Tập trước mặt em gái coi hợp không kìa. Cục tạ nặng quá ha. Này chắc tặng cho gái. Rồi còn... Rồi. Nhà trai tặng cho nhà gái cái gì, nhà gái mở ra cho khán giả xem đi. À, móc khóa bạn muốn hẹn hò luôn. Dễ thương quá. À. Ủa vậy có móc khóa vậy luôn đó hả? Có chữ bạn muốn hẹn hò. Này là em làm hay sao? Dạ. À, là công việc của em đó hả? Trời ơi giỏi quá. Bữa nào làm tặng Quỳ Linh Ngọc Lan hai cái khóa đó. Có luôn hả? Trời để con nó lên tặng coi. Thôi làm ghê không? Dễ thương. Qua đây coi nào. Hả? Tặng cho chú đúng không? Con tặng chú với cô luôn. Hả? Con tặng chú với cô sao luôn. Có con cái mà tặng hai người? Tặng hai người luôn. Ủa mà giờ có một cái mà tặng hai người là sao? Là hai người xài chung á. Là hai người xài chung á. Sao xài chung được? Bây giờ cô Lan muốn có một cái riêng à. Vậy thì cô Lan khỏi dùng đi. Vậy thì cô Lan khỏi dùng đi. Sao vậy? Nhưng mà cô Lan thích cái này đẹp quá. Vậy chung chung cũng được mà. Trời đất ơi. Nó nói hay quá vậy ta. Trời ơi đã quá, con tên gì vậy? Con tên Nguyễn là Quân Cốt. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi rưỡi. Trời ơi, cô xin mẹ cho qua nhà cô Lan chơi đi. Con đâu biết nhà cô Lan ở đâu. Cô Lan chở qua. Dạ. Dạ xin mẹ đi. Lành ghê luôn rồi. Chú Linh với cô Ngọc Lan cảm ơn con nha. Đẹp quá đi trời đất nè, luôn đi đường chứ để trời ơi trời. Cô Ngọc Lan vậy thôi khỏi xài đi. Đáng rồi. 3, 2, 1 đứng dậy nè. Đó. Tụi mới sao mà đứng chung sân khấu được đó.
tạo điều kiện cho tự đứng dậy. Bây giờ nói chuyện ngoài hơi nhiều thôi, hai đứa nói chuyện nhau đi. Bà không thích gì quà đàn ông? Em không thích gì quà người con trai. Em không thích người con trai nhậu nhiệt, với lại không biết chăm lo gia đình, không biết thấu hiểu phụ nữ. Anh thì chăm sóc gia đình bình thường, biết nấu ăn. Không, các em cần là thấu hiểu người con gái mình đang buồn lúc nào và vui, mình phải biết cái cảm xúc của người con gái nữa anh. Tiếp xúc nhiều sẽ biết thôi. Đúng rồi anh, từ từ rồi anh sẽ biết, về với em anh sẽ biết. Về với em anh hết nhắc gái. Về với em anh hết nhắc gái. Hỏi ơi, chừng nào em muốn có gia đình? Chừng nào mà muốn có gia đình? Chừng nào kinh tế hai bên ổn định là được. Chừng nào anh muốn lập gia đình ạ? 2 năm. 2 năm hơi lâu á. Nói chung là tùy theo thôi. Được thì không cần 2 năm, 1 năm cũng được. Quen em anh có dám nắm tay không? Quen em anh có dám nắm tay không anh? Tìm hiểu kỹ thì vẫn nắm tay bình thường. Ủa chứ sao bạn gái quen vừa rồi 1 năm mà không nắm tay anh? Nói chung quen 1 năm mà ít khi gặp. Người đó ở quê đâu có gặp đâu. Em ở ngay Tân Bình này cũng dễ gặp mà. Tân Bình ở khúc nào ấy? Ngay Hoàng Văn Thụ, gần gần công viên Hoàng Văn Thụ. À. Lấy nhau rồi thì kinh tế ai là người nắm nè, ai giữ tiền nè, ai chi tiêu nè. Em thì không quan trọng ai giữ tiền cả. Quan trọng bạn năng có biết chi tiêu, đưa tiền chi tiêu hàng tháng hay không. Ví dụ như 1 tháng lương khoảng tầm 8 triệu về biết phụ chi với vợ con là được. Em không có giữ hết. Phụ tầm 50 hoặc 40, 50 gì đó. Tùy lòng bạn trai à. Theo tiếng thì làm 8 triệu mình chi cho vợ nhiêu nói đi. 4 triệu. Người ta nói là 50, 40 như vậy thôi. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là mình đưa, dù làm 8 triệu mình đưa 7 triệu rưỡi chứ. Dù làm 8 triệu mình đưa 7 triệu rưỡi chứ. Đùa dữ vậy. Đùa dữ vậy. Đưa rồi ra đường có gì đâu. Em ra đường em có xài gì đâu. Ăn cho nó bụng chết sao. Trời ở nhà vợ nấu cơm cho nè. Con lo hết rồi. Ừ. Đi chơi bạn bè chứ. Đi chơi dắt vợ theo. Có vợ rồi tính đi chơi ở đâu nữa. Đi chơi với bạn bè. Cái nào nên dắt thì dắt, cái nào nên không dắt thì không dắt. Rồi không lẽ giờ tính cưới vợ xong đi chơi với bạn bè suốt vậy hả? Đâu có đâu. Tháng lâu 500 ngàn thôi chị. Phải dành thời gian cho gia đình nữa. Thôi tôi phản đối chị, đưa 8 triệu đưa 7 triệu rưỡi. Không, 7 triệu rưỡi. Đưa 7 triệu thôi cũng được ha. Bây giờ bển đi làm ép nhà trai tôi giữ vậy. Bây giờ nè, Tiến tới đây. Vụ này nó cần phải làm liền. Trời, tay lạnh ngắt như đá luôn. Anh lạnh cái gì? Nắm tay thấy sao? Ấm áp. Ấm áp hả? Dạ. Chắc diệu kỳ lắm hả? Diệu kỳ lắm hả? Thì đúng rồi. Lần cuối cùng nắm tay là cách đây bao lâu? 5 năm rồi. Trời ơi. Tim đập mạnh không? Mạnh rung tay rung chân luôn. Mạnh rung tay rung chân luôn. Nãy giờ nói chuyện mình thấy bạn gái, sao nói cho bạn ấy biết đi. Cho cơ hội đó bấm nút nha. Anh muốn đi mua vé Tân Bình gì đó, đi Lâm Đồng, Đà Lạt gì đó. Em đâu đi xe khách được đâu, em đi xe máy em đi hoài. Em đâu có đi xe khách được đâu. Người ta bán vé mà nói vậy ai bán nổi nội. Nói lại. Nói lại. Bên nói em à. Có vé phòng đôi luôn á. Đó. Phòng đôi mình dắt nhau về nhà má em. Đó. Đó. Mình qua mua vé đó là cái cớ để gặp em. Nó lợi nào. Vậy cuối tháng đi Lâm Đồng nha. Nếu có cơ hội thì đi ạ. Thôi được rồi, hai đứa về ghế nào. Trước khi đưa ra quyết định của mình thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi hãy quyết định. Và khi đã quyết định rồi thì phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Bấm nút bằng cả trái tim của mình chứ không phải vì một điều gì hết. Hai bạn nhớ nha. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn chính thức. Trời ơi, thấy không? Chưa nói gì là nói vô luôn liền. Quen rồi đúng không? Bây giờ là mê lắm. Bây giờ nắm tay sướng không? Sướng. Sướng hơn. Bây giờ cái này nó mới hấp dẫn nữa nè. Vô vô. Giờ mình xin hôn một cái nha. Trời. Ủa làm gì vậy? Nói vậy mà ơi, tôi thấy kỹ luôn cái này nè.
Lần đầu tiên tôi thấy người ta hung vậy đó. Ủa như vậy là hung chưa? Chưa. Hung rồi. Hung sao vậy? Vậy rồi. Ai mà hung còn dựng cái đầu luôn. Ờ. Nhẹ nhàng mà tiếng nè, đỡ cầm lên. Nó vậy đó, nào làm lại coi. Dạy cho, rồi để cái tay lên cầm. Để nhìn cái cầm này đó. Rồi, để vô, mạnh vô, hít, hít. Em họ và tên là Vũ Minh Quân. Em sinh năm 1978. Em gốc người Bắc. Gia đình em vào trong Bình Phước hơn 30 năm rồi. Em cũng từng có một gia đình. Nhưng mà em đã đổ vỡ cách đây 9 năm. Ly hôn hả? Ly hôn. Và em có một bé gái. Bé gái mà 1 tuổi, bé đang ở với em. Thì em công việc của em là bên quay phim chụp hình dịch vụ. Rồi mình chia sẻ cái lý do sao mà hai vợ chồng chia tay ạ? Thì lúc đó có thể là mình vợ anh còn trẻ quá. Và còn trẻ quá thì lúc đó còn vòng 1. Rồi thì vợ chồng cũng sức mẹ tình cảm với cái nọ xong vợ anh bỏ đi. Là anh nuôi con. Vợ bỏ đi hả? Đúng rồi. Rồi mình ly hôn sao anh? Có nghĩa vợ bỏ đi thì xong mình ly hôn, mình ly hôn đơn phương mà cũng đã tòa được đó rằng là bây giờ của em có giấy. Theo mình thì lý do sao mà cô bỏ đi á? Thì anh nghĩ là lúc đó là vợ anh còn rất là trẻ, mà hai nữa là lúc đó như là mình bồng bột quá, và có thể lúc đó có thể là anh không tốt lắm, anh không chia sẻ với công việc của vợ con nhiều lắm. Anh lúc đó anh làm công việc gì? Anh cũng quay phim chụp hình. Rồi đi nhiều hay làm sao, anh có thể nói rõ không? Anh đi rất là nhiều và làm. Nói chung thì theo anh nghĩ là bây giờ mình cũng không biết nói làm sao, nhưng mà anh chỉ biết nói là có thể lúc đó mình cũng có tốt. Bây giờ anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở xã ấp 2, xã Mỹ Long, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Là mình ở nhà riêng mình hay nhà sao? Nhà riêng em. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ là riêng hết em. Ba mẹ ở Bình Phước hay ở quê? Cũng ở đó, ở Bình Phước em. Rồi lý do tại sao mà anh không có tìm được bạn gái mà phải tham gia chương trình ạ? Thực ra thì bây giờ như này, công việc của anh thì cũng khá là bận rộn. Mà bây giờ đi quen bạn gái hay gì đó, người ta cũng rất là cần nhiều thời gian. Mà thời gian thì anh cũng quá nhiều. Vì thế cũng nhờ chương trình tìm giùm anh, giúp anh một cô. Nhưng tìm bạn gái xong rồi anh có hẹn hò rồi giữ người ta được không? Thời gian không có. À cái đó thì khi mà anh mà gặp được thì hai bên sẽ trao đổi, và thậm chí anh mong người ta thông cảm cho anh. Vì công việc của anh phải thông cảm cho anh vì công việc của nghĩa anh. Nghĩa là thời gian anh dành được cho người ta là nhiều không? Bây giờ công việc anh sao? Thì công việc anh thì cũng... Anh làm tự do đúng không? Anh làm tự do. Rồi vậy thì sao? Ví dụ một tháng anh đi chơi được mấy lần hay là rảnh được mấy ngày? Cái đó thì anh cũng chưa hứa trước được, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức có thể. Không, anh phải nói đó, em là người đi làm ai cho anh thương lượng với người ta mà nói chạy sao. Bây giờ ví dụ anh nói em là 4 ngày đi, ví dụ 4 buổi tại đi. Vì anh tự do đâu phải công ty ép anh không làm gì đâu. Công việc của anh ví dụ như là anh làm, nói chung là khi anh làm dịch vụ hoặc là anh làm tự do đi nữa, nhưng mà anh cũng phải về, anh đi xa, anh bâm nè. Anh cũng nghe đi công việc đó, của anh, việc bây giờ anh sắp xếp đi để mà anh có thể hẹn hò được trong một tháng được mấy ngày. Nói chung thì... Mấy ngày anh rảnh á? Một tháng đó chưa tới, nó biết là ngày anh rảnh. Nhưng mà anh nghĩ là thôi đó đoán khoảng chừng 5, 4 năm buổi đi ha. Ừ, okay. Trời ơi, có 4 năm buổi là coi như được 2 ngày trọn vẹn đúng không? 4 buổi đi là 2 ngày. Nói chung là ok, cứ ghi sao được. Ừ, cái này anh phải rõ ràng. Tại vì bây giờ mình đang tìm để mình kết hôn mà. Đâu phải hẹn hò chơi cho vui đâu. Cho nên là phải cân đông đo đếm cái thời gian nữa. Người ta sẽ, cái đó là do anh sắp xếp đó. Anh không sắp xếp được là do anh, chứ không thể nói là công việc tôi nhiều được. Vậy thì bây giờ anh, cái cuộc hôn nhân này ở với nhau được mấy năm anh hả? Hôn nhân hả? Bây giờ nhau bao nhiêu? 7 năm. 7 năm. Rồi, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Điểm mạnh của anh hả? Thực ra anh cũng rất bình thường, của anh vui vẻ, nhiệt tình. Điểm yếu. Điểm yếu thì có thể là không biết điểm mạnh. Đúng, em nói hình như là đúng rồi đó. Em thì không khéo léo lắm, cũng như là không tài giỏi lắm. Là anh nói anh tin người hả?
anh tin người. Làm sao anh? Ví dụ như là mặc dù... Tin kiểu nào rồi? Kêu mượn tiền cái mình cả nẻ là ok có là đưa lên. Dạ anh đem thang nhiêu tiền? Tiền anh cũng khá, cũng gần tỷ rồi. Không, bây giờ nè, đang ở trong người nè. Trong người tiền mặt hay tiền trong tài khoản? Tiền mặt, tiền mặt. Tiền mặt thì khoảng chừng gần 10 triệu. 10 triệu hả? À. Em mượn 8 triệu thôi được không? Chắc không được. Thôi dạ? Vậy anh được bên em đâu? Em mà... làm ở đây mà. Đó, các em như anh liên quan đến anh. Vậy mà nói tin người. Tin tin người, ví dụ anh quen bạn bè anh em. Những à, người anh biết. Cho mượn đúng không? Ờ, còn không phải. Người ta khó khăn rồi, anh giúp không? Có chứ em. Ừ. Anh từng giúp như thế nào? Cái từng giúp sao? Thì, ví dụ thằng em anh đi. Thằng Phạm Duy Linh sinh năm 1988. Nó quay phim chụp hình luôn. Nó nói anh ơi, em đang cần 100 triệu để em làm thổ cư. Thế em của anh. Thế rồi anh có móc 100 triệu đưa cho nó. Đưa cho nó mua thổ cư. Mua thổ cư như đùng cái là nó đâu mua được. Nó nói một chuyện nhưng mà nó có không có mua. Nhưng mà thời gian nó đâu phải như mình sắp xếp. Ví dụ của bạn đang có nhưng không phải không có. Nhưng vô tình tiền anh kẹt lại nó ở đó 100 triệu. Ví dụ anh có tiền 100 triệu đó thì có thể là anh đi mua đất chỗ khác hay là anh làm gì đầu tư cho anh khác rồi. Đó thì bây giờ lỡ rồi thì thằng em mình thì anh chịu thôi sao giờ. Rồi mà cho nó luôn đúng không? Không cho, nó đòi chứ. Ngồi sau nó bán đất được, nó trả lại cho anh này. Có ai gạt tình anh chưa? Gạt gì em? Lừa tình á. Lừa tình hả? Anh nghĩ là chắc chưa. Ờ, em thấy móng tay, anh để móng hay sao á? Đúng rồi, thanh niên, từ thanh niên đến giờ là anh thấy được. Là để móng thôi. Anh thích, anh thích thôi. Ngủ hả? Ờ, ngủ lắm anh ngủ. Sao mà nó đi dán móng không cho đẹp? Không, móng, dán móng thì hơi nữ tính rồi. Dạ. Đây là anh ở đây tự nhiên. Rồi bên kia có để không? Không em. À, để bên trái vậy thôi. Ừ. Rồi hình mẫu anh mong muốn như thế nào ạ? Anh mong muốn là... Mô tả giùm em cái ngoại hình là cao bao nhiêu, rồi quê quán, tất cả mọi thứ nha. Ok em, anh thì xấu đẹp cũng không quan trọng cho lắm. Nhưng mà... Nhưng mà xấu là không chịu. Nói chung thì cũng ưa nhìn chút xíu. Dạ, ưa nhìn có hình mẫu có ai dạ, không? Thì không ạ. À. Chủ như nghệ như sĩ em chẳng hạn. Như em chẳng hạn thì được. Trời ơi, thấy mặt tôi đâu mà em đẹp. Dễ sợ. Chưa thấy mặt em mà em đã đòi mượn tiền anh. Đâu được, đúng không? Đúng rồi. Đâu thấy đùa thôi, như này đi ha. Nó cũng ưa nhìn chút xíu cũng được. Nhưng mà người đó đầu tiên là anh cần mong muốn nhất là đạo đức. Vì anh có bé gái. Cái đạo đức đầu tiên và cái trung thủy. Bé và gái là bao nhiêu tuổi? Bé gái 11 tuổi đấy. Và rồi anh thích là anh thì có rất là nhiều khuyết điểm. Anh cần cô đó có chút xíu thông minh để làm gì, để hậu thuẫn cho anh. Ví dụ như là cho anh những lời khuyên hay là chỉ cho anh những cách một cái gì đó nó gọi là tối ưu nhất có thể. Và cũng như là nuôi dạy con cái làm sao nó khoa học và nó văn minh để cho con cái nó xem mình như là tấm gương để mai này mẹ bước trên đường đời không, nói chung là đạo đức tốt đó. Còn anh hy vọng là cũng bạn đó thì chưa có con là hay nhất. Và người miền Tây thì hình như anh lại không hợp. Anh là người gốc Bắc. Anh là người Tây anh không hợp cho lắm. Sao vậy? Anh... Thực ra thì ở đâu cũng có người xấu, người tốt thôi. Nhưng mà... Nhưng mà anh chỉ vẫn là không thích người miền Tây. Đúng rồi. Mặc dù người ta rất là dễ thương. Yeah. Rất là tuyệt vời, trang trời, thương. Anh nói nhẹ nhàng, anh biết hết. Nhưng mà anh không thích. Không phải, sorry nha. Biết ai trong đây có ai người miền Tây thì không phải... Không, đâu, không phải miền Tây. Đó, người ta rất là thật thà, dễ thương, anh đồng ý, rất tuyệt vời, nhưng mà anh là như thế. Ngộ ha, ngộ. Không mà cũng dễ, nên người miền Tây cũng không thích người miền Bắc đâu, nên là cũng không có ghét được, anh yên tâm. Nhưng mà anh gốc Bắc thôi em, anh vào đây từ nhỏ rồi em, anh cũng like hết rồi. Mà người gốc Bắc, miền Tây cũng không thích, thì anh cũng đâu thích miền Tây đâu, được rồi. Anh nói anh không phải là không, tuyệt đối không có thích. Nhưng mà có nghĩa là anh hơi không thích chút xíu vậy. Ủa mà vợ anh hồi trước là người miền Nghệ An. Nghệ An hả? Miền Trung. Rồi, anh có tài lẻ gì không anh? Tài lẻ hả? Tài lẻ đừng nói quay phim nha, cái gì lên sân khấu làm được múa lửa lắc vào. Không, anh không có cái đó. Anh thì không có. Có anh... gì? Hát được không? Không. Anh không biết hát. Anh thường quay phim là anh quay cái gì? Quay phim hay là quay... quảng cáo hay là quay kiểu sao? Nói chung hay là đám cưới, quảng cáo, đám cưới, đám tiệc tùng gì, em có bất cứ sự kiện gì em cần thì có thể liên hệ với anh, có thể làm. Anh nào quay phim hay là anh làm mà newbie luôn rồi anh?
anh quay phim chụp hộp xong anh quay về anh edit xong anh chụp hình thì anh về anh để sai đó bưng được đó. Từ trước giờ là anh hoạt động cánh tự do hả anh? Anh trước đây lại có tiệm, lúc mà bắt đầu thanh niên anh có mở tiệm. Rồi xong lấy vợ xong thì bình thường hai vợ chồng cũng làm bình thường, chồng có kiếm vợ chụp hình, trang điểm. Vợ trang điểm luôn, đẹp quá hợp luôn. Làm studio được luôn rồi. Ngày xưa anh có, nhưng mà bây giờ có mình anh làm không sợ. Thì thấy được thu mình lại, anh chỉ làm cái thôi. Bây giờ là, thế vậy bây giờ anh một mình anh thì anh hoạt động như thế nào? Anh làm vẫn tốt, công việc anh vẫn ổn. Không, là anh book show, người ta book show à? Hay là... Đúng rồi, book show. Cứ như em thì hạn không? Bây giờ, tức là bây giờ mình cũng làm khá lâu rồi. Yeah. Vì thế là cũng có một số khách quen nhất định. Bây giờ người ta book show thôi. Vừa nãy anh nói là bạn đó là cái người mà chưa con thì càng tốt đúng không? Đúng rồi em. Nhưng mà nếu mà với tuổi anh nó tầm tuổi này kia mà bạn ấy, ví dụ cái người mà chưa con này kia thì... Có thể là cái đổ vỡ, nữ đổ vỡ. Có thể đổ vỡ, người ta có gia đình rồi chẳng hạn. Nhớ đổ vỡ rồi. Nhưng hay là đang phải có con nhớ. Thì đó là mong muốn của anh. Mong muốn của anh đó nhá. Đó mong muốn của anh. Thì anh cũng phải nói ra quan điểm của anh là anh mong muốn như thế. Đúng rồi, ok. Không đúng, anh yêu cầu vậy đúng, anh mới vào đây chứ. Còn dễ là anh ở ngoài rồi. Anh ở ngoài anh tìm rồi. Ý em nói yêu cầu khó, vậy mới nhầm chương trình. Tại vì để em cố gắng nhá. Ok, cảm ơn em. Rồi. Bé gái cũng khổ. Bé gái của anh. Bé gái, con của anh. Bé ở với anh. Cháu biết anh sẽ tham gia chương trình không? Không em. Rồi nếu mà đi ghi hình thì sao? Anh có nói cho con biết không? Anh nghĩ anh phải nói. Rồi anh rồi. Nói gia đình. Con anh ý là bé nó có vui vẻ hay là hay kêu anh đi kiếm người gì hay là như bé nào? Bé thì cũng được nguyên bố là bố đi vợ đi. Dạ ok. Em rồi, cảm ơn anh nhiều okay, nhé. Cảm ơn chương trình. Thì có gì thì...